Xin chào tất cả các thành viên của Diễn đàn Tech. Và chào Nhẫn. Thì có lẽ bên phải của tôi các bạn cũng không có lạ gì, bởi vì đây là anh Nhẫn Novak, một trong số những modder hàng đầu Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ có một challenge dành cho anh Nhẫn nha. Đây. Một cục. Một cục, bây giờ các bạn đừng quan tâm đó là cái gì. Bởi vì các bạn quan tâm đến cái challenge mà dành cho ổng đã. Có lẽ là ông tự hào là một trong số những modder chuyên làm game máy gaming đúng không? Có thể. Rồi Raspberry ông cũng không ngại thằng Thái Lan hay là thằng Nhật nào hết đúng không? Đúng rồi. Chuyện nhỏ bây giờ, challenge của tôi là đầu tiên tôi cần làm một bộ máy. Bộ máy này về mặt kinh phí á, là không được rẻ hơn 150 triệu. Nhưng không được quá 200 triệu nha các bạn. Ông thấy là ổn không? Ổn. Cái rồi. Đó thì mình xử lý được. Cái này mới khó nè. Raspberry hoặc là máy gaming thì nó có những cái nhu cầu cụ thể rồi. Nhưng mà đấy là cái thiết bị phục vụ cho con người thôi. Còn đây tôi muốn ông làm một cái máy mà nó phải đem được cảm hứng cho người sử dụng. Và đặc biệt á, người sử dụng ở đây không phải là như anh em game thủ của mình, mà là những người làm sáng tạo nội dung, ví dụ như là YouTuber, streamer v.v. Thì ông cảm giác cái challenge này ông có muốn chấp nhận không? Tôi cho ông một tháng thôi nha. Ông nói không? Ok, mình có thể chấp nhận cái challenge này, nhưng mà để mà gọi là để trả lời chính xác thì liệu có được cái thời gian suy nghĩ không? Ví dụ như không, ra ý tưởng không? Không, không, trời, challenge là phải chấp nhận yes or no, một tháng luôn không chơi game. No Dota 2 anymore. Rồi, nghe là mình sẽ suy nghĩ rất là nhanh. Thôi, đồng, đồng, đồng ý rồi, đồng ý rồi, đồng ý. Chốt đơn. Đồng ý rồi, 3 phút, ok, ok, vậy. Điều. Later. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào bạn. Yeah. Giờ sao? Máy là xong đúng không? Rõ ràng đúng không? Rồi. Có lẽ là các bạn đang rất trong chờ góc máy chuyển ngay về cái máy đúng không? Tuy nhiên không có gì nữa đâu. Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt, bởi vì rất là hiếm có cơ hội để chúng ta có thể gặp được anh bạn ở đây. Và kỳ này Emtech Studio quyết định phải làm sao moi được từng bước ông làm cái dự án này. Bây giờ đầu tiên á thì bạn có thể chia sẻ cho tất cả các anh em là cái bước đầu tiên khi mà ông nhận order từ từ tôi hoặc từ khách hàng á, thì ông sẽ bắt đầu làm cái máy như thế nào, thiết kế làm sao? Nghĩa là project đó hoàn toàn thực hiện bằng file 3D, sau đó thì kiểm tra lại tổng thể cái bước tiếp cuối cùng đó để bắt đầu tiến hành làm cái project thực sự, là tách các chi tiết ra và bắt đầu gia công. Tất cả các order theo tôi biết nha, làm máy custom cho gaming á thì họ cũng chỉ dùng những cái block custom của những thương hiệu nổi tiếng, ví dụ Bitpower thôi. Nhưng mà với Raspberry tôi chắc chắn là không thể nào có sẵn cái nào đúng ý mà được. Thì thường thì các modder họ làm như thế nào không? Thì riêng mình á, lần này cái project này á, mình lúc nào cũng muốn cái gì đó mới mẻ hết. Thì bây giờ mình là thiết kế lên một cái waterlock đặc biệt. Vì sao? Đó là lần này Intel họ giới thiệu một con CPU thế hệ mới. Thì mình muốn mọi người khi mà nhìn vô cái project á, thì thấy con CPU đang hoạt động, cái đó rất mới mẻ. Lock custom thì đầu tiên mình sẽ có được cái mainboard, thì mainboard mình đã cầm rồi, mình đo đạt các thông số cho chuẩn. Con CPU cũng phải đo lại, vẽ lại con CPU cái dòng này đó, thì sau đó mình sẽ dựng file 3D. Thì đơn giản khi mà có một file 3D rồi thì cái file đó gần như là một cái lock thực sự, mình đem ra ngoài mình để đưa vào máy CNC đó, thì tạo ra được một cái sản phẩm thô trước. Thì cái này coi như là làm thủ công đúng nghĩa. Thì bây giờ mình bắt buộc cũng phải thủ công thôi, chà nhám để cho nó trở nên trong suốt và nó đẹp hơn. Thì ngoài cái việc đó thì mình có thêm một số cái thành phần nhỏ vô, các bạn có thể thấy được cái trong trống. Nó thêm một cái trong trống vào để các bạn thấy con robot nó chạy, nó sẽ quay cái đó.
Thì một cái bộ tản nhiệt nước hoàn chỉnh á, nó là một cái hệ thống kính, và nó khi mà máy bơm nó hoạt động á, thì nó tạo một cái áp lực đó. Thì thông thường người dùng thông thường thì họ lắp lên xong thì họ cho chạy thử, ví dụ như cấp điện cho riêng cho máy bơm chạy trong vòng một đêm, mở lên nếu như mà sáng không thấy nước ở dưới sàn á, thì coi như được cắm điện cho máy chạy đó. Thì cái như vậy rất là mất thời gian. Thì mình chế ra một cái thiết bị để test cái việc đó, và kết quả nó sẽ cho ra khoảng 5-10 phút tùy theo mình quyết định thôi. Đó là mình sử dụng khí nén, mình sẽ đưa khí nén vào trong cả hệ thống. Nó thì một cái đồng hồ nếu như nó không thuộc app thì cái bộ đó đã ok, nó chỉ cần lắp lên là chạy thôi, không có bận tâm hết. Trong cái project này thì Gearbyte gửi cho anh Nhện dòng sản phẩm là Gearbyte Z490 Vision D. Thì dòng Vision là một cái dòng bo mạch chủ đặc biệt dành riêng cho những cái bạn làm sáng tạo nội dung. Thì dòng bo mạch chủ này đầu tiên á, là nó hỗ trợ tối đa lên đến 128GB. Và lần này thì Gearbyte cũng gửi cho anh Nhện luôn là cái cặp RAM Gearbyte Designer, thì có tốc độ lên đến 3200MB, và chỉ cần cắm vào main bật XRP là nó quật thôi. Nhưng mà có một điều như nè, mình thấy thường á, RAM mà mình ráp cuối, tại sao trong project này mình thấy anh ráp từ đầu vậy? Thì tôi có thể thấy và các bạn thấy đây là mình lắp ráp không chỉ về RAM mà mình lắp ráp SSD vô cho xong luôn. Thì cái ý đồ của mình là khi mà cái project của mình do cái thiết kế á, mình muốn là lúc mà mình lắp ráp thì mình chỉ cần bê hết cả cái module này đặt vô là xong, nên mình phải lắp trước. Thực ra có một câu hỏi khá là tế nhị ha. Đặc biệt là với những cái dự án Grassbuild á, thì có một câu nói là nó khá là mong manh dễ vỡ. Bởi vì làm IK hoặc là chế độ mình Grassbuild mà. Thì thật ra với project này thì ông có tự tin là nó đủ cứng chắc để có thể mang đi mang lại sử dụng thoải mái không, mà không sợ nó hư không? Để trả lời câu này á, thì mình chia sẻ là không phải mỗi cái project này, mà những cái project mình làm trước kia cũng vậy. Thì nó là project để đi, có thể là đi trưng bày ở đâu đó, ở sự kiện nào đó ở trong nước và nước ngoài, thì cái việc cái kết cấu nó cứng cáp đó là điều tối ưu. Thì ở đây các bạn thấy là cái tray man của mình, nó mình làm bằng nhôm 6 dày 5mm, đó là kết cấu chính để nó chứa tất cả các linh kiện. Nó giống như một cân nghiện đó, mình tất cả các project mình đều sử dụng nhôm. Cái tùy theo cái khung xương hoặc là cái vị trí như nào thì mình sẽ sử dụng nhôm, cái mã nhôm nào đó hoặc là cái độ dày nào đó. Thì dĩ nhiên là cái project này là nhôm chiếm 80% trong đó. Ủa là vì sao có thể gọi là nhện nhôm được không? Có thể. Có thể nhện nhôm, ok. Ok. Sử dụng nhôm định hình đó để tạo cái khung xương để liên kết các thành phần lại với nhau. Các bạn thấy ở đây mình có thể là siết những cột ốc rất là lớn, lực rất là cao để cố định lại. Thì cái thiết kế này mình muốn nó một cái gì đó rất đặc biệt, gọi là sáng tạo, vì nó vượt qua cái cách truyền thống đó. Thì ở đây tất cả những cái phần nước á, thì mình không sử dụng ống nước nữa, mà mình sử dụng các tấm dẫn đó, mình thiết kế riêng các tấm dẫn để liên lại với nhau, ví dụ như waterblock cho CPU rồi cho Vega hoặc là liên kết với radiator, đều tất cả đều thông qua các tấm dẫn hết. Như vậy là nãy giờ mình chưa thấy GPU luôn. Thì GPU thì sẽ lắp ở giai đoạn nào? Thì cái GPU là lắp ở giai đoạn khi mà mình lắp đặt cái mainboard vào trong tray. Thì đặc biệt GPU lần này thì mình chọn cái con Gearbyte 2080 Super Waterford. Có nghĩa là Gearbyte đó đã làm cái waterlock sẵn rồi. Đó, thì mình chỉ có việc kết tâm lại cái phần gọi là in-out của nó để mình link lại tất cả các thiết bị mà cái bộ phận mà mình thiết kế riêng. Thì cái này nó hơi dài dọng xíu, cho nên mình sẽ chỉ thể hiện được cái sản phẩm cuối thôi, đó là mình liên lại nhau, là mình ráp vô cái hệ thống.
có lẽ các bạn thấy là cái máy đã hình thành rồi, tuy nhiên nó chỉ là một phần của cái dự án này thôi. Bởi vì từ đầu rõ ràng là tôi đưa cho ông cái challenge á, là tôi không nhắc đến cái máy hết á, mà tôi nhắc về chi phí nè. Thứ hai á, là làm sao để tạo được cảm hứng. Thì ông có thể hé từ từ cho anh em biết coi là cái ý đồ của ông trong project này là cái gì không? Thì cái idea mình ở đây á, là một căn phòng riêng biệt dành cho những người sáng tạo nội dung hoặc là các game thủ. Thì họ có được trang bị đầy đủ ở trong căn phòng này. Thì mình đã cố tình làm cái máy tính nó âm trong tường, là khi mà anh nhìn vào thì nó giống như một bức tranh công nghệ, ở bên dưới là bàn làm việc. Và có lẽ là chúng ta sẽ không tốn thêm thời gian nữa, chúng ta hãy cùng trải nghiệm sản phẩm hoàn thiện như nào nha. Of creation, theo đuổi đam mê sáng tạo nội dung. Và ở phía dưới đó là một ghi rất là dễ thương đến từ anh bạn, đó là Welcome to the Future đã kết thúc video clip của chúng ta ngày hôm nay. Và thay mặt Team Tech chân thành cảm ơn anh bạn đã hỗ trợ rất nhiều trong dự án này, và rất hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Và lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin ân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở clip sau.